Mình đã tìm được một sản phẩm có chất lượng high-end nhưng giá cả lại rất là phải chăng. Sữa rửa mặt đến từ nhà Forel. Một chai như thế này thì có dung tích là 100ml và mỗi lần xài á như thế này là đủ luôn đó mọi người. Vì sao mình lại mê cái em này? Khả năng tạo bọt của bạn này thì siêu đỉnh nha mọi người. Cái bọt này thì mình cảm thấy là nó khá là mịn và khá là nhỏ. Các bạn thấy là một lượng rất là nhỏ thôi mà nó rất là nhiều bọt nè. Một điểm cộng rất là lớn cho những cái bạn có làn da nhạy cảm đó chính là bạn này không hề có bất cứ một cái mùi hương nào cả. Sau khi mà đã rửa mặt xong thì da mình cũng không hề cảm thấy bị khô rát. Tuy rằng sản phẩm này có khả năng tạo bọt rất là tốt. Thật sự mà nói, nếu như mà phải khắt khe tìm ra một cái nhược điểm của em nó thì mình nghĩ rằng có lẽ là cái việc không có bất cứ một cái hương liệu nào khiến cho cái sản phẩm này nó khá là giống với lại một số những cái sản phẩm giá bình dân. Tuy nhiên là cái chất lượng của em này khá là tốt, bởi vì em này có khả năng làm sạch, tạo bọt tốt nhưng mà cũng không hề khiến cho da của chúng mình bị khô.